Xin chào tất cả các anh em nha. Thì trước mắt anh em chúng ta là con UEFA, thì hôm nay mình cũng làm một cái clip để muốn hướng dẫn tất cả các anh em đang học nghề và các anh em yêu về xe không phải là thợ. Thì trước tiên là anh em chúng ta là bật cái khóa điện lên như này. Thì đây là cái hệ thống báo số của nó, thì các anh em thấy đấy, nó sẽ không lên một cái số bất kỳ nào cả. Từ số mo cho đến số 1, 2, 3, 4 thì lúc thì nó nhảy, lúc thì nó không. Thì cũng giống như video lần trước mình đã hướng dẫn cho các anh em bắt bệnh nhanh, thì video này cũng thế. Đây thì mình ấn còi đây, đấy, vẫn là ok đúng không? Bây giờ mình đề này. Rồi, bây giờ em đặt số 1 cho anh cái này, nâng chân lên. Đấy các anh em thấy không, số mo thì mất mà số 1 thì lên. Bây giờ em đặt số 2 đi. Rồi số 2, em đặt số 3 đi. Số 3 thì mất, em đặt số 4 đi. Sao lại về số 1 rồi? Số 3 rồi nào. Số 3 đi. Ô con này bị lệch số à. Đây này anh Phanh. Rồi em về số mo rồi nào. Đấy như các anh em thấy đấy, thì số mo lại lên đúng không? Có nghĩa là con này nó đang bị chập chờn bộ số ở cái con heo số của nó. Thì bây giờ mình sẽ phải xử lý cái công tắc đấy, mình kiểm tra xem nó bị làm sao. Nhưng mà hiện tại bây giờ số 3, số 4 không lên, bây giờ số mo lên rồi. Lúc đấy nó lên số 1, số 2, số 3, số 4, số mo là chết. Bây giờ mo lên thì bây giờ mình sẽ tháo ra mình kiểm tra. Bây giờ em vào lại lần nữa đi xem nào. Số 1, số 2, số 3, chết, số 4. Số 4 nó nhảy sang số 1. Vãi. Sao số 4 nó nhảy sang số 1 nhỉ? Giờ anh Phanh xem nào. Em về phát nữa ra này. Mo. Cú câm nhỉ? 1 này. Tiếp số 2 này. Tiếp. Tiếp số 4. Mo xem nào. Ô. Đủ mã là số 4 nó nhảy mo. Vãi. Vãi lồ. Anh em ạ, số 4 nó nhảy mo nhưng mà bánh vẫn quay này. Đấy, số 4 nhưng mà đèn mo vẫn báo này, các anh em nhìn này. Đấy, thế mới là vãi trầy chứ. Đấy. Rồi thôi bây giờ không nói linh tinh liên thuyên nữa, thì bây giờ mình sẽ thả cùm số ở bên dưới ra mình xử lý nha. Và như các anh em thấy thì cái bộ báo số của nó nằm ở dưới cái nhông xích con này. Thì bây giờ mình sẽ phải tháo cái bán súng ra và mình tháo cái mang cá ra để mình mở nó ra để xử lý nha. Đầu tiên các anh em lấy cái tròng 14 hoặc là cái T14 được, nhưng mình đây mình sẽ lấy cái súng bắn đầu 14. T8 các anh em nha. Bẩn. Thì trước mắt anh em chúng ta đây là cái bộ báo số của nó đây rồi. Thì bây giờ anh em chúng ta lại cầm cái T8 vặn nó ra. Thì nếu mà muốn tháo cái lưng cái bộ báo số này ra thì chúng ta sẽ phải cầm đến cái tô vít dẹt như thế này. Thì anh em chúng ta sẽ lợi. Anh em chúng ta tỉ về lợi nha. Rồi, anh em chúng ta tỉ về lợi. Có ke này. Nhẹ nhàng không gãy các anh em nha. Cái này nó lâu quá rồi là nó hơi khó đấy. Thì anh em chúng ta đã lạy ra và anh em nhìn đây thì trong này toàn nước thôi, rất là bẩn luôn. Mình sẽ cận cảnh gần hơn một chút nữa nhé.
Đấy, như các anh em thấy đấy thì nói chung là cái gì cũng vậy, sau khi chạy một thời gian thì nó sẽ bị mòn và rất là bẩn từ cái báo số của nó nữa. Cái loại này thì nó sẽ chạy bằng một cái gọi là, mình gọi đây là gọi là cái núm đồng đồng mỏng, nó không giống như cái loại đời mới bây giờ nó có một cái ti thụt kiểu nó so ấy. Cái này thì nó làm bằng lá đồng. Cái lá đồng này chạy đến đâu thì nó sẽ văng đến đấy. Thì đây các anh em nhìn thấy đây thì cái nó mòn âm rất sâu luôn. Cái này anh em chúng ta có thể lấy giấy nhám mài nó đi, hoặc anh em nào có điều kiện thì thay mới. Còn mình video này mình sẽ sửa chữa nha, mình sẽ cầm giấy giáp mình đánh nó đi nha. Thì để trà cái này cho nó phẳng, để cho nó đỡ sần sùi này, thì anh em chúng ta có thể lấy cái giấy giáp như này. Anh em chúng ta có thể lấy một cái mặt phẳng như thế này, anh em chúng ta lót vào đây này. Để tạo một cái mặt phẳng chúng ta sẽ trà như này, hoặc là anh em có thể lấy một cái lưỡi cắt gạch mòn như này cũng được, lót vào đây. Cốt là mặt phẳng là được, thì anh em chúng ta di thôi, rất là nhẹ nhàng và tình cảm luôn đấy. Anh em chúng ta di lúc nào nó bằng thì thôi. Cái này mình không được đánh máy nha, mình chỉ lấy bằng tay mình đánh để mình còn nghe tình hình của nó. Đây các anh em, sau khi mình già một tí thì nó rất là núm đồng, rất là bóng bẩy, rất là mới, nhưng mà nó vẫn bị âm rất là sâu. Vết âm của nó này. Âm sâu cực kỳ luôn. Đây các anh em nhìn đây, thì sau khi mình đã già một lúc thì nó đã lại như mới trở lại này, các anh em nhìn này, rất là bóng luôn, sáng, nhưng mà vẫn còn bị dính một tị ở đầu này nữa, thì mình già lốt thêm một tị nữa cho nó được hẳn, rồi mình sẽ ráp lại. Như vậy là ok rồi các anh em nha. Đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ vệ sinh cái bên trong này. Các anh em nhìn đấy, bẩn lắm đấy. Như các anh em thấy đấy thì rất là bẩn luôn. Đấy, toàn đất luôn thôi, đúng không? Trong cái vòng này toàn đất luôn này, các anh em nhìn này. Anh em chúng ta cầm cái tô vít nhảy cái này lên một chút nhá, nhảy cái lúm này lên một chút. Đây là cái lúm đồng của nó này. Cái lúm đồng này khi chúng ta chạm đến đâu thì nó sẽ sáng, con bộ số này nó sẽ sáng lên, con heo số quay đến đâu là nó sẽ gạt vào đây, nó sẽ sáng nhá. Bây giờ mình sẽ ráp lại.
Sau khi ráp xong rồi anh em chúng ta sẽ ngửa lên cái đồng hồ và quan sát nha. Và bây giờ mình sẽ mở khóa lên này, các anh em nhìn này. Đấy. Khi mình mở khóa lên thì đèn mo đã báo, tức là mình đã trả cái cụm báo số của nó là ok rồi các anh em nha. Và bây giờ mình sẽ lổ máy thử này. Bình hơi yếu nhưng mà cũng tạm ổn. Bây giờ mình sẽ vào số 1 này. 1 này. Đấy, các anh em nhìn thấy không ạ? 2 này. 3 này. 4 này. Và bây giờ mình sẽ phanh này, về mo này. Đấy. Thế đó, như vậy là ok rồi các anh em nha. Và video vừa rồi mình đã hướng dẫn các anh em là vệ sinh và bảo dưỡng lại cái cùm báo số của nó. Thì các video trước ấy, thì mình muốn hướng dẫn cho tất cả các anh em cách kiểm tra khi đèn báo số của chúng ta bị mất. Nhưng mà với điều kiện là khi chúng ta bật chìa khóa lên, chúng ta vào số mà cái bóng đấy nó vẫn phải chập chờn sáng. Có nghĩa là lúc sáng lúc không, lúc sáng lúc không, thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến là cụm báo số của chúng ta đã bẩn và xước, thì chúng ta sẽ lôi ra để trà vệ sinh lại và đánh bóng nó đi. Còn nếu như mà chúng ta mà vào số mà cái bóng của chúng ta không nhấp nháy mà bị chết luôn ấy, thì đấy là bị cháy bóng, thì các anh em chỉ cần tháo cái đầu này ra, thay quả bóng vào là ok nha. Thế video của mình đến đây là kết thúc, thì xin chào tất cả các anh em nha.